Chào quý anh chị, chào quý đầu tư. Thì buổi sáng hôm nay em Tuấn có mặt trên con đường 12m thuộc dự án xây dựng Hà Nội để giới thiệu với quý các anh chị một nền đất trên con đường 12m này. Thì vị trí lô đất chúng ta nằm trên con đường 12m có chiều ngang là 5m và chạy dài sâu vào trong là 22.5m. Đây, vị trí đất đây. Chạy sang bên này. Chạy vào trong là 22.5m. Khu vực này thì hiện tại chưa có dân cư phải ở, nhưng mà tiện ích theo quy hoạch thì khu vực trước mắt chúng ta đó là khu vực chung cư, sau này sẽ nằm ở đây. Đấy, chung cư. Và hướng ngược lại là con đường 47m, rất là gần chúng ta thôi. Đây là khu vực cuối dự án của xây dựng Hà Nội. Cuối dự án xây dựng Hà Nội. Vỉa hè mỗi bên 3,5m. Lòng đường là 7m, lòng đường khoảng 7m. Thuộc dự án xây dựng Hà Nội. Nằm cuối dự án với mức giá anh chủ đang đưa ra là 1 tỷ 050. 1 tỷ 050. Thì anh chị quan tâm đến lô đất giá rẻ có thể ở được luôn, sổ sẵn, công chứng trong ngày, thì liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nhé.